chào các bạn thân mến, đây là Coco Đậu Bé Bự này. Coco Đậu Bé Bự vừa mới viết xong hết rồi mấy quyển sách, và cuốn sách cuối cùng trong cái đợt xuất bản lần này đã có một bé đặt mua, và bé đó thì đang chuẩn bị đi du học Macau. Thế và thực sự rất là xuất sắc đó các bạn. Các bạn ơi, Coco vừa mới tan lớp và bây giờ thì mới ngồi ăn tối. Nghĩ là với một cái thân hình phì nộn như Coco mà bây giờ ngồi chén cái gì nhở, tinh bột vào thì trời ơi, chắc là phì nộn hơn, cho nên là thôi đành phải ăn xương xương, luộc mấy cái dâu bạch tuộc lên ăn vậy. Xin phép các bạn cho Coco ăn một miếng. Cua dịn là gì? Cua dịn là quá đã. Thái cua dịn là quá đã quá. Thế và các bạn ơi, Khâu Khâu vừa mới tan lớp xong. Hôm nay là buổi học thứ hai trong cái chương trình học phiên dịch cao cấp. Trời ơi các bạn, hôm nay học khó hơn hôm trước rất là nhiều. Thế và Khâu Khâu nghe đến, tức là tối hôm nay thì Khâu Khâu cũng khá bận, bởi vì là có rất là nhiều các bạn học viên ở cái trung tâm ngoại ngữ An Huệ, với lại là các bạn học trò của Khâu Khâu nhắn tin. Thế và cơ bản là cũng là cuối tuần ấy, cho nên là các bạn ấy có nhiều vấn đề cần chia sẻ. Thế và Khâu Khâu đến lúc mà mình trả lời xong các tin nhắn của các bạn ấy rồi thì quay về với bài giảng của thầy, thế là bị đứt đoạn các bạn ạ. Thế và mình thấy có một đoạn mình nghe đúng như là vịt nghe sấm ấy các bạn, nghe đúng như vịt nghe sấm, và sao khó thế. Thế và mình cũng khá là bối rối, bởi vì trời ơi sao, chẳng lẽ trình độ của mình tệ đến mức độ là không thể tham gia được vào cái lớp phiên dịch cao cấp này hay sao? Vì thế cho nên là mình mới nhắn tin mình hỏi một em, tức là em này thì là tiến sĩ và cực kỳ giỏi. Tiếng Trung của bạn này, nói thật nói với các bạn là nghe em này nói tiếng Trung thì đúng là một bầu trời sang chảnh. Trời ơi, em nói tiếng Trung sang mồm kinh khủng, nghe sướng hết cả tai. Lần đầu mình nghe đấy là mình tham gia một cái chương trình giới thiệu học bổng bên Viện Khổng Tử Đại học Hà Nội tổ chức. Thế và hồi đó là tổ chức online, mình hôm đó mình không xuống dưới trường Hà Nội được, cho nên là mình tham gia ở cái chương trình online. Thế và nghe thấy một bạn dẫn chương trình, bạn ấy nói mà mình, đấy là lần đầu tiên mình được nghe, tức là mình biết là bạn ấy, tiếng Trung của bạn ấy rất là giỏi và mình nghe rất nhiều người ca ngợi, nhưng mà đấy là lần đầu tiên mình được nghe bạn ấy nói tiếng Trung, và đúng thực sự là choáng luôn các bạn ạ. Trời ơi, tại sao người nước ngoài lại có thể nói tiếng Trung một cách sang đến như thế. Thế và mình nhắn tin cho em ấy, mình nói là em ơi, trình độ của chị rốt. Mình nhắn tin mình nói này, em ơi, mình rốt nát quá, chị rốt nát quá hay sao mà chị nghe như vịt nghe sấm thế này, chị không hiểu. Thế là em ấy nhắn tin lại, em ấy nói như này, chị yên tâm, em cũng chẳng hiểu gì cả đâu, đoạn khó mà chị, em cũng chẳng hiểu gì đâu. Trời ơi, nghe lời động viên của em ấy mình cảm thấy yên tâm hẳn lên. Thì đấy là cái cách nói, tức là gì nhỉ, tức là gọi là một cái sự cư xử rất là khéo léo của em ấy. Bởi vì em ấy hoàn toàn có thể hiểu, bởi vì đối với những người trình độ cao như em ấy thì chẳng có cái gì là khó cả. Hoặc có thể em ấy cũng không hiểu thật, nhưng có điều là cái lúc mà mình nói rằng là em ơi, chị rốt nát quá hay sao ấy mà chị không nghe hiểu, mà em ấy lại nói với mình rằng là ô, thế à, đoạn này hay mà chị, hoặc là em lại hiểu đấy, thì chắc là mình buồn lắm. Nhưng mà em ấy lại cư xử rất là khéo, em ấy nói rằng là khó mà chị, đoạn này em cũng không hiểu. Thế là tự nhiên mình tìm thấy được sự đồng cảm. Tất nhiên rồi, tức là khi mà mình đang hoang mang về một vấn đề nào đó thì có một người đứng ra nói là tức là đồng cảm với mình, nói là nó khó thật mà, thì tự nhiên mình cảm thấy là có động lực để nghĩ rằng là mình cũng không đến nỗi rốt nát nào lắm các bạn ạ. Thế và ở một lúc thì sau khi nghe được em ấy nói câu đấy xong thì cảm thấy yên tâm hơn. Thế và hóa ra là con vịt này nó cũng có lúc hiểu lúc không. Thế và ngồi nghe thêm một lúc nữa thì thấy là đã hiểu hơn rồi. Thế và thực sự là ngày hôm nay, bài giảng ngày hôm nay khó hơn bài hôm trước. Tuy nhiên là có những cái khái niệm và có những cái sự chia sẻ của giáo sư làm cho mình cảm thấy rất là hay và rất là sâu sắc. Đúng thực sự là những cái người người ta có nghiên cứu, có học hành nghiêm túc thì nó cũng khác hẳn. Thế và có một cái điều làm cho mình rất là khâm phục, đó là các bạn học
các bạn ấy là người nước ngoài nhá, đến từ các nền văn hóa khác nhá. Thế và lệch múi giờ nha, còn những bạn ở Mỹ, có nhiều bạn ở các nước khác, Ba Lan rồi nói chung nhiều nhiều nước lắm, 200 nước mà, 200 nước thì Việt Nam chúng ta chiếm số đông. Thế và trong cái nhóm học trò Việt Nam thì cũng có mấy bạn quen, tức là mấy bạn giám đốc trung tâm ngoại ngữ ở trong miền Nam ấy. Thì các bạn này giám đốc trung tâm ngoại ngữ nhưng mà có thực lực thực sự rất là hiếu học, và tức là bạn ấy mình rất nể phục bạn ấy, là bạn ấy là một người thực sự cầu thị. Có nghĩa là khi mà người ta tổ chức các chương trình đi 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 học và nâng cao kiến thức ấy, thì bạn ấy rất là hăng hái tham gia. Thế và bạn ấy là giám đốc trung tâm ngoại ngữ nhưng mà bạn ấy cũng ngoài cái việc, tức là bạn ấy rất chú trọng đến phần đào tạo, là bạn ấy đi tham gia các khóa học để tức là những cái chương trình thi HSK ấy, là bạn ấy tự đi thi để bạn ấy xem là cái mức độ đánh giá đề thi như thế nào, để về bạn ấy triển khai và hướng dẫn cho các thầy cô ở trung tâm để có cái gọi là gì nhỉ, cái lộ trình để dạy cho học trò ấy. Thì bởi vì chính vì bạn ấy như thế cho nên mình rất là nể phục. Thế và có một số những cái người bạn có thể là tham gia các kỳ thi cùng với lại Khấu Khẩu, thì chia sẻ thật với các bạn đó là mình bị ớt vào mắt hay sao nhỉ, cay thế hay là xúc động cái gì. Thì Khấu Khẩu chia sẻ với các bạn đó là biển học là vô bờ. Thế và mình tham gia cái khóa học này thì hồi trước ấy, lúc mà mình nhận được thông báo này thì là đã quá cái thời gian đăng ký rồi, quá cái thời gian đăng ký rồi, nhưng mà mình xin, mình vẫn viết thư mình cảm ơn và sau đó mình xin là liệu rằng có thể cho em tham gia được hay không, bởi vì là thực sự là rất là tiếc khi mà em không đã không không tức là rất là sai thiếu sót khi mà không check email cả cái phần email gọi là và phần thùng rác ấy. Thế và bởi vì là email lạ cho nên là bị rơi vào phần thùng rác và đó cũng là một cái sơ suất của em. Thế và mình tất nhiên là sử dụng bằng tiếng Trung rồi. Thế và mình cũng chia sẻ luôn với các bạn đó là gì, đó là cái cách hành văn ấy, khi mà chúng ta làm cái gì đấy thì cái cách hành văn nó vô cùng quan trọng. Thế và Khâu Khẩu mặc dù là đã quá hạn rồi nhưng mà vẫn được tham gia cái chương trình này thì đấy cũng là một cái may mắn của mình. Thế và khi mà mình tham gia cái chương trình này thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn đó là khi mà mình đang dạy cho trung tâm ngoại ngữ An Huệ trong Thanh Hóa ấy, thì là mình nhận được thông báo này. Thế và mình cũng tức là lẽ ra theo cái chương trình mà mình nói với lại cái cô Nguyễn Thị Huệ giám đốc trung tâm ngoại ngữ An Huệ ấy, là mình nói luôn là mình không có dự định gắn bó với lại cô ấy lâu dài, bởi vì biết được như thế nào mà gắn bó lâu dài, mình chỉ nói là mình đi 2 tháng thôi. Thế và mình trong thời gian đấy thì thực ra là 2 tháng là mình không nghĩ đến cái chương trình này, chương trình này là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mình, bởi vì là mình báo danh là mình báo danh muộn và mình cũng không biết kế hoạch của họ như thế nào, cho nên mình hoàn toàn không, mình biết là có chương trình này nhưng bởi vì là nó từ lâu rồi, từ nửa năm trước, hơn nửa năm trước rồi cho nên là mình không để ý. Thế nhưng mà mình dự định 2 tháng là thứ nhất là mẹ mình trước kia bị ngã gãy tay phải, và rất nhiều bạn theo dõi các YouTube video trên YouTube của Khâu Khẩu thì biết đấy là Khâu Khẩu từ Hà Nội về Ninh Bình chăm mẹ từ ngày 23 tháng 12 năm 2020. Thế và Tết Nguyên Đán mình cũng ở dưới Ninh Bình và gia đình mình ở trên Hà Nội thì bị gọi là giãn cách cho nên là cũng không về ăn Tết được. Thế đến khi mà mình quay ra Hà Nội để dạy cái lớp chuyên đề tư vấn du học, bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, và bởi vì bệnh dịch cho nên là bình thường là 1 tháng 1 khóa, nhưng mà bởi vì bệnh dịch cho nên là lần cuối cùng mình dạy là tháng 7 của năm 2020, mà đến bây giờ đến tận tháng 5 năm 2020, 21 mới có khóa, có nghĩa là cách nhau 10 tháng mới có được một khóa. Thì mình đang dạy ở đó thì mình quyết định vào trong cái trung tâm ngoại ngữ An Huệ ở trong Thanh Hóa dạy. Mình đã nói với cô ấy là dạy 2 tháng. Thế và 2 tháng là bởi vì sao mình chỉ dạy 2 tháng? Thứ nhất, 2 tháng là thời gian thử việc. Các bạn nếu mà các bạn đi làm thì các bạn biết 2 tháng là thời gian thử việc. Thời gian thử việc để làm gì? Để người lao động xem là có hợp với lại là cái đơn vị đó không. Thứ hai đó là xem là đơn vị đó có ưa cái người lao động không. Thế là khoảng thời gian vừa hợp lý là 2 tháng. 2 tháng để đủ để chúng ta cảm nhận. Thế và thứ hai nữa đấy là 2 tháng là Khâu Khẩu dự định cái quãng thời gian của công ty GS Việt Nam, thủ tục của họ. Bởi vì là mình làm thủ tục từ tháng 5 năm 2020 là mình đã mời công ty luật đứng ra để làm thủ tục. Thế và mình dự đoán là trong tháng cuối tháng 6 này thì cái thủ tục tất cả tuần tuột mọi thủ tục đã xong. Bởi vì với bên thuế thì các anh chị ở bên thuế rất là ủng hộ mình cho nên là rất là thương. Bởi vì là cái cô này cô làm giáo viên, bây giờ cô lên cô làm giám đốc thì là cô ấy điều hành đã điều hành rất là tốt rồi. Thế thì người ta làm giám đốc người ta không thể bao quát tất cả được. Thì bây giờ cái khoản liên quan đến tài chính, đến tài gọi là gì nhỉ, đến đến kế toán ấy, thì là người ta phải tìm cái cô bé làm kế toán để mà check.
Thế và tất cả mọi thủ tục thì check rồi. Thế và thuế má tất cả mọi thứ thì mình không nợ. Thứ nhất là mình không có nợ bất kỳ ai cả. Và mình tiền văn phòng ở trên Lotte mình cũng thanh toán đầy đủ rồi, tốt tuần tuột mọi thứ. Bây giờ mình đang nợ ở cái công ty luật đó là cái phần tiền còn lại, là người ta làm xong thủ tục thì mình thanh toán nốt thôi. Tức là mình không hề nợ ai cả, tiền lương nhân công của em Tuấn em Lưu thì đã thanh toán hết tốt tuần tuột rồi. Thế và mình không có nợ ai. Vì thế cho nên là công ty của mình á là công ty giải thể, tức là xin đệ đơn xin giải thể công ty. Bởi vì sao giải thể? Có nghĩa là mình mở ra cái công ty đấy khi mà mình đăng ký kinh doanh ấy các bạn, thì là mình đăng ký là hoạt động tư vấn du học. Nhưng mà khâu khẩu thấy rằng là chỉ làm du học không thì là nó không phù hợp. Vì ở Việt Nam nếu như mà chỉ làm thuần du học thì nó không ăn thua. Nó phải có đào tạo và sau đó kiêm thêm mảng du học. Nếu làm đào tạo không thì được, nhưng mà nếu chỉ làm du học không thì không ăn thua. Cho nên là khâu khẩu mà các bác thì lại không muốn làm thêm 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 đào tạo. Cho nên là khâu khẩu không muốn đi cùng ngồi chung một con thuyền với các bác nữa. Cho nên là khâu khẩu là đại diện pháp nhân thì các bạn phải nắm được pháp luật nha. Là không thể là đại diện pháp nhân của hai công ty. Cho nên là mình đang là đại diện pháp nhân của cái công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản này, là công ty gọi là gì nhỉ? Nước ngoài. Cho nên là mình phải làm thủ tục để đóng cửa nó lại thì mình mới có thể mở ra một cái công ty mới. Vì thế cho nên là mình quyết định giải thể. Thế và mình nhắc luôn với các bạn là trước kia đã từng có em lái xe Grab ấy, em chở đi máy à, đi đi xe máy Grab này. Mình kể chuyện với em ấy là bây giờ chị đang đi lên bên cục thuế để làm thủ tục giải thể công ty. Thế thì bạn ấy hỏi mình câu là: "Ô chị ơi, chị em hỏi chị một câu nhé. Câu này nó hơi nhạy cảm một chút, thì có phải là giải thể công ty có phải là phá sản không?" Thì mình mới nói là: "Ôi rồi em ơi, công ty của chị lại không đủ điều kiện để mà phá sản." Thế là mình mới giải thích cho em ấy, mình nói là theo cái sự giải thích của bên chi cục thuế ấy, là phá sản là gì? Là phải, tức là cái này có luật phá sản Việt Nam bạn ạ, có luật phá sản. Thế và bạn nào quan tâm thì đi tìm hiểu nhá, luật phá sản rất là thú vị đấy. Nếu phải nộp đệ đơn xin phá sản thì bạn phải có nợ. Bạn phải có nợ và bạn không có khả năng trả được, thanh toán được cái nợ đó. Thế thì bạn phải đệ đơn xin được phá sản. Thế và bạn phải chờ cái quyết định xem là cái nợ đó sẽ giải quyết như thế nào. Thế còn công ty GS Việt Nam của Khâu Khẩu là không có nợ và mình không muốn kinh doanh tiếp nữa, mình đệ đơn xin giải thể để mình chuyển hướng kinh doanh. Thì Khâu Khẩu, hộ khẩu Khâu Khẩu là ở Ninh Bình và công ty GS Việt Nam là xin đăng ký với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và mình lại không có dự định mở công ty ở ngoài Hà Nội. Cho nên là mình về Ninh Bình để mình mở công ty thì bắt buộc mình phải đóng cửa tuốt tuần tuột tất cả mọi cái thủ tục thì mình mới có thể mở được thủ tục cho công ty của chính mình. Thế và một số bạn bây giờ đang đi tuyên truyền rằng là công ty của Khâu Khẩu bị phá sản này, rồi công ty ở Khâu Khẩu phải lang thang vào trong Thanh Hóa để xin một chân dạy học ở trung tâm ngoại ngữ để kiếm việc làm. Thì Khâu Khẩu nhắc nhở luôn các bạn đấy là đừng đi tung tin vớ vẩn, đừng tung tin vịt. Hơn nữa là mình là người có thân phận, có địa vị, lại làm doanh nghiệp nữa thì bạn nên đi tìm hiểu về luật doanh nghiệp bạn nhé. Bạn nên tìm hiểu về luật phá sản, kẻo không có đi tuyên truyền lăng nhăng, lộn xộn là vạ mồm đấy. Công ty GS Việt Nam không phá sản, mà công ty GS Việt Nam là công ty xin giải thể bạn nhé. Thế và nói như thế người ta cười cho đấy. Thế thì trình độ của mình làm quản lý doanh nghiệp mà lại tương đương với lại em đi xe Grab, mà em đi xe Grab em ấy không biết, em ấy còn biết há miệng ra em ấy hỏi là: "Chị ơi chị, thế giải thể có phải là bị phá sản không?" Thì mình giải thích là không em ạ, đấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng mà hôm nay bởi vì là mình nghe thấy cái một cái người làm doanh nghiệp đó đi nói với học sinh của mình là bên công ty của GS công ty của Khâu Khẩu bị phá sản nên là Khâu Khẩu phải lang thang la liếm ở trong Thanh Hóa để xin việc làm. Cho nên là Khâu Khẩu cũng hoang mang quá và hỏi phải nhắn tin hỏi luật sư là: "Ôi em ơi, thế công ty GS Việt Nam có phải bị phá sản không?" Thế bạn ấy nói: "Không chị, công ty GS Việt Nam là xin giải thể mà." Thế và bạn ấy còn giải thích cho mình một gọi là một 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 cái loạt khái niệm. Thế và mình nghĩ là ừ đúng rồi, đôi khi đúng thực sự là những cái lời nói của người khác ấy, đôi khi nó lại khiến cho mình hoang mang các bạn ạ. Trời ơi, lại 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 tưởng nhầm thành là ô mình bị phá sản mà mình lại không biết à, nó khổ lắm. Thế nên là chiều ngày hôm nay thì Khâu Khẩu đi học cái lớp này thì Khâu Khẩu nhận thấy rằng đúng thực sự là cái biển học là vô bờ. Thế và rất là nể phục các bạn ấy. Khi mà cuối buổi thì thầy một cô giáo đang dạy tiếng tiếng Trung ở Mỹ, cô ấy có phát biểu và sau đó thì thầy rất là giáo sư giảng bài ấy, giáo sư nói rằng là
tôi nói tiếng Trung, người Trung Quốc cũng còn cảm thấy nhanh, mà các bạn là người nước ngoài mà các bạn còn có thể hiểu được. Nội dung của tôi giảng nó rất là khó. Vậy thì muốn hỏi các bạn là các bạn nước ngoài, xin các bạn hãy giơ tay và cho tôi biết rằng các bạn đã học tiếng Trung kiểu như thế nào mà các bạn lại học giỏi được như thế. Thì cô cầu xin phép được giơ tay và cô cầu nói với lại thầy đó là cô cầu gửi lời chào và nói Yang giáo sư, buổi sáng hảo, các vị giáo sư, đại gia buổi sáng hảo, các vị đồng học, đại gia xin khổ lắm. À, tôi là Đỗ Thị Bích Liên, đến từ Việt Nam. À, vừa rồi giáo sư đề xuất, vừa rồi giáo sư giảng khóa, giáo sư rất nghiêm túc, giáo sư xin khổ lắm. À, vừa rồi giảng tôi là tự học Hán ngữ. Rồi vừa rồi giáo sư hỏi bạn bè nước ngoài 是怎么学汉语的？那我因为我是自己学汉语，然后呢，就是汉语那么难，但是我能学到听得懂杨教授的课，我觉得我收获很大，我有成就感，我的成就感相当相当好的。Coco 我 rồi nói với lại thầy đấy là thưa thầy, thưa giáo sư Dương và các thầy cô và các bạn đã vất vả rồi. Thế và em là Đỗ Thị Bích Liên đến từ Việt Nam và em xin phép được chia sẻ với thầy và các bạn, bởi vì thầy vừa mới hỏi là các bạn nước ngoài các bạn làm thế nào để mà học tiếng Hán, tiếng Hán khó như thế, tôi nói nhanh như thế, bài giảng của tôi khó như thế mà tại sao các bạn lại có thể hiểu được như vậy? Thì em cũng xin phép được chia sẻ với thầy và các bạn đó là em là người tự học tiếng Trung. Tiếng Trung khó như thế, tiếng Trung khó như thế mà một người tự học tiếng Trung như em là người tự học tiếng Trung mà một người tự học tiếng Trung như em có thể nghe hiểu được bài giảng của giáo sư Dương thì em cảm thấy rằng em có thu hoạch và em là người có thành tựu khá tốt. Cho nên là em mới có thể hiểu được những bài giảng của thầy. Thế và thầy hỏi rằng là làm thế nào để tự học tiếng Trung mà và tự học tiếng làm thế nào mà các bạn nước ngoài học được tiếng Trung tốt như thế? Thì em cũng xin phép được chia sẻ với thầy luôn đó là tiếng Hán vô cùng khó. Nhưng mà bởi vì nó khó cho nên chúng em mới phải cố gắng. Và khi mà đã cố gắng rồi, khi mà đã nghe hiểu tiếng Trung rồi ấy, thì cảm thấy rất là thú vị. Và vì thú vị cho nên là càng cố gắng và vì càng cố gắng cho nên là càng ngày càng học tốt. Thế và mình cũng chia sẻ luôn với thầy đó là thầy ạ, khi mà chúng em bởi vì em là người Việt Nam và khi chúng em tìm hiểu về văn hóa của chính đất nước mình, bởi vì không hiểu tiếng Trung cho nên có rất nhiều hạn chế. Nên em nhận thấy rằng khi hiểu được tiếng Trung thì em có thể hiểu được văn hóa đất nước, hiểu được tiếng mẹ đẻ của em sâu sắc hơn. Thế và khi mà Coco chia sẻ như thế thì các bạn trên toàn thế giới các bạn nghe và sau đó thì các bạn nói rằng wow, Yuen Nán chỉ chia phá yên thai họ là có nghĩa là ôi cô chị người Việt Nam phát âm tốt thế, rồi các bạn gửi rất nhiều những cái lời khen và những cái lời chia sẻ của các bạn. Và sau khi mà cô có chia sẻ xong và gửi lời cảm ơn thầy thì các thầy cô cũng rất choáng, bởi vì các thầy cô không nghĩ rằng một người Việt Nam, một người nước ngoài lại có thể có được những cái cách diễn đạt như thế. Nhưng mình chưa là cái gì cả. Và các bạn nhớ ngay từ đầu mình đã nói là khi mà mình nghe không hiểu thì mình cũng nói với thầy là vừa rồi em thú thật với thầy là bài giảng của thầy ấy thì quả thật là rất khó. Cho nên là không phải là cái phần nào em cũng đều nghe hiểu được. Và khi có một phần em cảm thấy rất là khó thì lúc đó em rất là hoang mang. Thế và em không biết làm thế nào cả. Em bèn nhắn tin cho một bạn và bạn này rất giỏi, bạn người Việt Nam của em, bạn này rất giỏi. Thế và em nói với bạn ấy là em ơi làm thế nào, chị có phải là dốt nát quá hay không mà chị nghe không hiểu, giống như là đàn gầy tai trâu, chị là con trâu à. Thế và bạn ấy an ủi em, bạn ấy nói rằng phần này khó mà chị, em cũng không hiểu. Thế khi mà nghe thấy một bạn giỏi hơn em rất nhiều, bạn ấy nói rằng là chị ơi em nghe không hiểu, thì em cảm thấy rất yên tâm. Bởi vì sao? Bởi vì là à hóa ra là không phải một mình nghe không hiểu mà một người giỏi hơn mình người ta nghe không hiểu. Thế và thầy nói rằng là em nói như thế là rất đúng. Bởi vì sao? Bởi vì là bài giảng của thầy đừng nói là em mà đến cả người Trung Quốc nghe cũng không hiểu đâu. Cho nên là có rất nhiều những cái vấn đề. Đúng rồi mà bạn thầy là giáo sư mà thầy giảng về lĩnh vực nghiên cứu về triết học Trung Quốc nó chuyện và triết học phương Tây nó gọi là uyên thâm như thế nhưng mà mình hiểu được thì có mà một là mình nói khoác, mình nói dối, hai là mình tức là mình là người không bình thường bởi vì mình là học sinh làm sao mà mình trình độ ngang với thầy được đúng không các bạn? Thế và thầy thực sự là cái cách cư xử của thầy rất là đáng nể. Thế và thầy nói như thế này này, em đến từ Việt Nam và thầy biết rằng học trò Việt Nam tiếng Hán rất giỏi
trước kia thầy cũng đã hướng dẫn cho một em tiến sĩ là người Việt Nam, và em ấy là một thầy tu. Thế và em ấy nghiên cứu về kinh Kim Cương ấy, rất là giỏi, và thầy thực sự rất là nể phục các bạn Việt Nam. Thế và thông qua cái những cái bài giảng và chia sẻ với bạn Việt Nam thì thầy học cũng học được rất là nhiều từ các trò của mình. Thế và đúng là thực sự là cái người có học các bạn ạ. Cái người có học gọi là lời lời châu ngọc hàng hàng rồng gấm thêu ấy, nó khác hẳn với những cái ngôn ngữ gọi là đao búa các bạn ạ. Vì thế xong là sau đó thì thầy chia sẻ xong thì cái bạn giỏi đấy, cái bạn của mình ấy, thì cái bạn mà mình quen, mình cũng chưa được gặp bạn ấy ở ngoài đời bao giờ. Thế và bạn ấy cũng giơ tay phát biểu. Thế và bạn ấy chia sẻ những cái trải nghiệm của bạn ấy khi mà dạy học trò. Học trò của bạn ấy là người là học trò đang sống ở Mỹ, tức là người gốc Hoa nhưng mà không biết tiếng Trung, và bây giờ thì đang sinh sống ở Mỹ. Cho nên là những cái người này, mình nói một câu thô thiển là người mất gốc ấy. Tức là người ta không, tức là người ta lớn lên ở phương Tây, và cái tư duy của người ta là tư duy thẳng tét của người phương Tây, và cái tư duy gọi là thâm sâu huyền bí của người Hoa thì thực sự là đối với các bạn ấy rất là khó. Thế và bạn ấy chia sẻ những cái gọi là gì nhỉ, bạn ấy nghiên cứu về những cái, tức là bọn mình là chuyên gia đi dạy nước ngoài, ở nước ngoài và chuyên gia đi dạy người nước ngoài, thì bọn mình có một cái môn gọi là môn nghiên cứu về những cái sự khác biệt về văn hóa. Đây cũng chính là một cái thế mạnh của Coco. Khi mà Coco tại sao được mời đến Học viện Quản lý Giáo dục để giảng cho các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, là bởi vì Coco là người nghiên cứu về sự bất đồng trong văn hóa, nó dẫn đến những cái hậu quả như thế nào. Thế và cái em mà giỏi hơn Coco ấy, thì em ấy lại nghiên cứu về vấn đề này. Cho nên là khi mà em ấy đưa ra những cái sự chia sẻ thì wow, tất cả mọi người nghe đứng hình luôn các bạn ạ. Thứ nhất là tiếng Trung của bạn ấy quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, sao tiếng Trung của em lại giỏi được đến như thế nhỉ? Trời ơi, nghe nó sướng hết cả cái lỗ tai à. Nghe nó sướng thật sự luôn á. Tiếng Trung của Khâu Khầu nha, phát âm của Khâu Khầu, rồi từ ngữ, ngôn ngữ Khâu Khầu dùng cũng đã được đánh giá rất là cao rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà so với em ấy thì đúng thực sự chỉ là một cái con kiến hôi thôi ấy các bạn ạ. Và em ấy rất là giỏi. Mình thì được cái là mình biết là trình của mình còi, cho nên là mình được cái là rất là ngưỡng mộ nhân tài và rất là muốn học hỏi từ các bạn ấy. Chứ mình lại không bao giờ có cái tư tưởng ganh ghét đố kỵ. Cho nên là chính vì thế nên là Khâu Khẩu mới học được nhiều. Thế và nghe em ấy chia sẻ xong thì mọi người sướng quá. Và thầy cũng choáng luôn, thầy cũng nói luôn là ôi thực sự là tôi không biết nói gì cả, bởi vì tôi phục các bạn quá, trình độ của các bạn giỏi quá. Thì tối ngày hôm nay chia sẻ thì là một cô người Trung Quốc đang dạy ở Mỹ, Hoa Kiều một, và hai bạn Việt Nam, thì Khâu Khẩu với lại là một người bạn của Khâu Khẩu. Thì chia sẻ luôn với các bạn đấy là gì, đấy là những cái vấn đề mà mình gặp phải ấy, thì khi mà bạn cảm thấy rằng là bạn đang gặp phải một cái vấn đề này mà bạn cho rằng là đang rất bế tắc, thế thì bạn nên nói ra để bạn gặp được cái sự đồng cảm với những người khác. Thế và Khâu Khẩu nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta, nếu như mà học được cái sự chia sẻ, học được cái sự thẳng thắn, thì cuộc sống nó sẽ tươi đẹp hơn rất là nhiều. Đấy cũng là một trong những cái điều mà Khâu Khẩu muốn chia sẻ với các bạn trẻ. Hãy ngừng than vãn, hãy nâng cao kiến thức, và hãy biết chia sẻ những cái uẩn khúc ở trong lòng mình. Bởi vì có thể những cái khó khăn của bạn nó cũng là khó khăn của những người khác. Nhưng mà thay vì than thở, thay vì than thân trách phận, thì chúng ta hãy chia sẻ ra để chúng ta tìm cái cách để giải quyết với nhau. Thế và đó là những cái điều Khâu Khẩu tại sao được rất nhiều người quý. Tất nhiên người ghét Khâu Khẩu cũng có các bạn ạ. Người ghét Khâu Khẩu thì không nhiều, một vài người thôi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và người ghét Khâu Khẩu thì sẽ ghét tất cả những người thẳng thắn, cá tính, dám chỉ ra những cái mặt tồn tại. Và có một đặc điểm, đó là người ghét Khâu Khẩu thường là những người tham sân si, là những người đố kỵ với các giáo viên được học trò yêu quý. Những người ghét Khâu Khẩu có một đặc điểm chung, thứ nhất đều là phụ nữ. Thứ nhất nhá, đều là phụ nữ. Và có một thầy là tính quá đàn bà, thầy viện trưởng tính quá đàn bà ở bên cái thầy viện trưởng mới ở bên Nam Kinh. Là có một thầy, một người đàn ông duy nhất ghét Khâu Khẩu, đó chính là một thầy quá đàn bà. Còn những người khác ghét Khâu Khẩu thì tựu chung một đặc điểm, đều là phụ nữ. Và đều là những người có một xíu, một tí quyền, gọi là một tí chức vụ. Và rất là bất lực trước những cái sự thật
đó là gì? Đó là dù đã rất cố gắng nhưng lại không được học sinh yêu quý, và dù đã rất cố gắng nhưng mà những bài giảng đều thất bại. Ví dụ có cô giáo dạy tiếng Anh lúc nào cũng tự hào là tiếng Anh tao giỏi lắm, nhưng mỗi tội là đứng lên trên bục để phát biểu ở một cái chương trình được mời thì ngoài từ good evening ra không nói được thêm một từ thứ hai nào khác nữa cả. Thế và đứng ở trên trên sân khấu, chết đứng hình ở trên sân khấu. Thế và khổ nỗi là mình đúng là cái gì nhỉ, lòng lương thiện đặt không đúng chỗ thì nó thành tội ác. Mình ngồi ở bên dưới mình cổ vũ cho cô ấy, và tức là làm cho phân tán cái sự chú ý của khán giả ấy, đấy là để cho cô ấy thời gian để cô suy nghĩ ấy. Thế là mình mới hỗ trợ cô ấy thì cuối cùng thành ra là bị thù. Thế và nói chung là một vài người nữa, không nhiều đâu các bạn, đấm trên đầu ngón tay bây giờ hình như là vẫn chưa đủ hết, đủ chưa nhỉ? Nếu mà có thêm bạn nữa thì chắc là phải sang đến ngón tay được rồi đấy. Thế và thực ra là cuộc sống tham sân si thì ở đâu cũng có các bạn ạ, nhưng mà quan trọng là chúng ta không nên để nó ở trong lòng. Giống như là hôm nay cô có chia sẻ, ôi mày nói tao ngu dốt thì tao ngu dốt à, thế mày nói tao là lên lớp không biết dạy học sinh thì tao là không biết dạy học sinh à. Đừng có tự, các bạn của Khâu Khẩu nói là ôi đừng tự vả vào mặt mình thế. Đừng tự vả vào mặt mình thế, bởi vì là nói với các bạn là Khâu Khẩu không phải là giáo viên bình thường đâu. Năm 24 tuổi Khâu Khẩu đã có bằng chuyên gia quốc tế rồi cơ mà. Năm 24 tuổi mình đã có bằng chuyên gia quốc tế rồi. Và Khâu Khẩu là người huấn luyện dạy tiếng Trung cho giáo viên Trung Quốc như thế nào, dạy tiếng Trung cho người Việt Nam, cho người nước ngoài như thế nào, cho các giáo viên Trung Quốc nhá. Vì thế cho nên là đừng có đi chê cái trình độ dạy tiếng Trung của Khâu Khẩu mà tự vả vào mặt mình á. Vì thế cho nên các bạn ạ, cuộc sống này thực sự là nó rất là khó, nó khó lắm. Cho nên là ở đâu cũng thế, ở đâu cũng gặp người này người kia. Và cái điều mà Khâu Khẩu, tại sao Khâu Khẩu vẫn không, học trò của Khâu Khẩu nói là cô ơi gặp nhiều như thế tại sao vẫn cứ phơi phới được. Mình nói là ôi càng gặp nhiều thì lại càng có cơ hội để mà tu dưỡng mình chứ. Nếu mà em không gặp những cái điều tiêu cực á thì em không biết là cái nội tâm của mình mạnh mẽ đến như thế nào, và em cũng không biết là cái khả năng nhẫn nhịn của mình nó lớn đến như thế nào, và em cũng không biết là mình bao dung đến như thế nào. Thực sự mình phải gặp những cái bất chắc trong cuộc sống. Đây này, có mấy bé đang suốt ngày kêu là ôi cô ơi em áp lực quá thế này thế kia. Áp lực của tụi bay đã là cái đinh gì gì cùn đâu, đừng có mà suốt ngày gọi là nhu nhược như thế. Mình bây giờ nha, Khâu Khẩu nói với các bạn là mình nhu nhược là mình cũng có cái sai của mình chứ. Tại sao mình cứ phải để cho nó nắn? Bạn để cho nó nắn quen rồi thì nó mới dẫm. Cho nên là em phải nhìn lại chính mình đi đã. Chắc chắn em cũng phải có phần trăm lỗi ở đấy. Khâu Khẩu nhắc lại một câu, đấy là một bàn tay vỗ không bao giờ nó kêu. Đây mày vỗ một bàn tay nó có kêu, mày vỗ vào không khí nó có kêu không? Không bao giờ nó kêu. Cho nên là sự việc luôn luôn xảy ra từ hai phía. Các bạn ạ, sự việc luôn luôn xảy ra từ hai phía. Cho nên là hãy ngừng than thở và hãy nhìn vào cái vấn đề của mình. Hãy nhìn vào những cái tại sao nó lại, tình huống sự việc nó lại xảy ra như thế này các bạn ạ. Cho nên là đó chính là cái tại sao mà Khâu Khẩu lúc nào cũng phơi phới. Đấy là mình là một người thực sự cầu thị, khi xảy ra vấn đề mình luôn luôn tự vấn bản thân là ôi tại vì sao nó lại, sự việc nó lại đi đến nước này. Thế và mình sẽ tự tìm ra câu trả lời và mình sẽ tự biết là mình nên làm như thế nào, mình nên dừng lại ở đâu và mình nên giữ cái gọi là gì nhỉ, sự tự tôn cần thiết cho chính mình. Rồi Khâu Khẩu ăn tiếp đây, xin chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và các bạn cố gắng nhá, những người đang xem video của Khâu Khẩu.